thương con mà. Con trai ngoan của mẹ nè, thằng tiểu tí ngoan của mẹ, đứng đi con. Thôi được rồi, con ngủ đi nha, mẹ ru con nè. Xuân thơm ngát, à ơi,
Một hài nhi chào đời là chuyện bình thường, không lôi kéo sự chú ý của người ngoài. Nhưng em lại là lẽ sống, là tương lai mơ ước của mẹ em. Hài nhi này rồi sẽ ra sao? Bà mẹ chưa có câu trả lời nào, nhưng mỗi ngày bế con trên tay, bà thầm mơ ước một tương lai tốt đẹp cho con. Bà cảm nghiệm và suy gẫm tình yêu cao vời của Thiên Chúa. Cao vời con đi, vì
Trong gia đình, hài nhi được gọi tên thân mật là bé Bi. Bé có đôi mắt tròn xoe, môi hồng hồng, miệng cười chúm chím. Ai thấy bé cũng tự nhiên muốn nhéo vào má của bé một cái và nói thêm: con nhà ai mà dễ ghét thế. Ngày tháng trôi qua, bé Bi lớn lên, thêm tuổi và thông minh. Bé được gửi vào một trường mẫu giáo có các nữ tu chăm sóc dạy dỗ. Ở đây bé không chỉ được học chữ nghĩa mà còn được học những đức tính con người, và nhất là học tình yêu Chúa. Thiên Chúa quả là vị mục tử nhân hậu, chăn dắt chiên con trong đồng cỏ tươi để mai sau chiên con cũng trở thành mục tử. Vào năm lên 8, lần đầu tiên bé được mẹ đưa đi dự lễ thụ phong linh mục của một người chú họ. Nơi tâm hồn thơ của bé Bi như có một tiếng thầm nào đó thúc đẩy. Bé rất chăm chú lắng nghe ca đoàn hát bài Linh mục người là ai trong thánh lễ hôm đó. Hình ảnh linh mục như đã để lại một ấn tượng đẹp trong tâm trí của bé. Thank you.
Chúc mừng tân linh mục xong, hai mẹ con ra về. Trên đường, bé Bi ấp úng xin mẹ: Mẹ ơi, mẹ cho con cũng được làm cha, mặc áo lễ đẹp như chú Tám hôm nay nhé. Bà mẹ ngạc nhiên lắm, nhưng cũng rất sung sướng vì con nói ra đúng điều bà đang thầm mong ước, là có một người con làm linh mục. Bà âu yếm trả lời: Để chú muốn là được con à. Mẹ sẽ cho con đi tu nha, làm cha đó. Nhưng ngay từ bây giờ nè, con phải ngoan ngoãn chăm học, siêng năng đi nhà thờ nha con. Vâng ạ. Lòng bé bắt đầu rộn rã, tiếng gọi của Chúa cũng như thì thầm với bé hơn, và bé cũng như thì thầm đáp lại: Lạy Chúa con đây. Thời gian trôi nhanh và cậu Bi cũng lần lượt học xong cấp 1, 2, rồi cấp 3 và vào đại học. Năm nay cậu đã 20 rồi đấy. Ở độ xuân thì này, lòng người trai có lúc phơi phới, nhẹ nhõm vươn cao, nhưng cũng có lúc rạo rực tơ lòng. Một tà áo trắng, một ánh mắt nồng, một làn môi thấm, nàng bước bên chàng,
vừa cân vừa xứng. Nhưng người con trai đã không níu kéo nàng lại. Chàng phấn đấu vươn lên để giữ vững lòng trí khỏi vấn vương mùi đời. Mảnh bằng mới toanh, còn thơm mùi mực. Quãng đường công danh sẵn sàng chào đón đời muôn tươi thắm. Nhưng chàng không ngã về phía danh vọng này, vì từ đáy lòng tiếng thầm kêu mời buổi xưa hãy theo thầy ngày càng thêm mãnh liệt. Và người trai đã chọn lựa, bỏ lại tất cả để chỉ xin chọn người. Tôi xin chọn người, tôi xin chọn người làm gia nghiệp tôi mãi mãi. Chọn đời tôi cho cả đời tôi, chọn tuổi xuân dâng cả tình yêu luôn với ước mơ. Chọn niềm tin yêu với sương vui, cùng nhìn đau thương với đắng cay thăng trầm thay đổi. Thời gian núi lỡ sông bồi, tôi xin chọn người, tôi xin chọn người. Điều mong ước tôi luôn luôn sống niềm hò tha nơi tay người.
khó khăn hiểm nguy lao lung, tôi vẫn luôn tình yêu thiên trung cho mặc sóng gió. Nhiều những lúc tôi đau thương ra rời chân mưa, bao nhiêu người quanh tôi chê cười. Tôi hiến dâng đời cho tha nhân, theo Chúa đi dù bao gian truân ngăn đường chăn lối. Vì có bên cạnh tôi luôn luôn người vui an, giờ tôi cô đơn mây mù u ám. Tôi vững tâm cậy trong thiên ân, dần bước tôi khỏi nơi nguy nan đâu. Chọn người, tôi xin chọn người làm gia nghiệp tôi mãi mãi. Chọn đời tôi cho cả đời tôi, chọn tôi xuân dâng cả tình yêu luôn với ước mơ. Chọn niềm tin yêu với sương mù, cùng nghìn đau thương với đắng cay thăng trầm thay đổi. Thời gian núi lỡ sông vội, tôi xin chọn người, tôi xin chọn người. Vì nhân thế tôi luôn luôn sống đời bác ai, đem tin mừng giao cho mọi người. Bao khó khăn hàm oan tai ương, tôi vẫn luôn cày tin ra đi gieo tình thương mến. Nhân sinh tôi luôn đem đến niềm an vui cho ai buồn đau trong lệ sầu, đem vững tin vào nơi nghi nan, đem đến an bình cho ai đang tâm hồn xao xuyến. Vì có bên cạnh tôi luôn luôn người vui an, giờ tôi cô đơn mây mù u ám. Tâm cày trong thiên ân, dần bước tôi khỏi nơi nguy nan đau. Vì có bên cạnh tôi luôn luôn người vui an, giờ tôi cô đơn mây mù u ám. Tôi vững tâm cày trong thiên ân, dần bước tôi khỏi nơi nguy nan đau. Có bên cạnh tôi luôn luôn người vui an, giờ tôi cô đơn mây mù ám. Tôi vững tâm cày trong thiên ân, dần bước tôi khỏi nơi nguy nan đau. Cánh cửa chủng viện đã mở ra để đón người trai trẻ. Những năm trước rồi thần học lặng lẽ trôi qua, những năm tha thiết ghi vào tim óc chân dung của vị tôn sư Giê-xu, khát khao được nên đồng hình đồng dạng với người. Những năm dùi mài kinh sử với lòng xác tín rằng một khi đã ghi danh vào đại học Giê-xu thì chẳng bao giờ tốt nghiệp cả. Học tập với Chúa Giê-xu mục tử, để sau này cũng trở thành mục tử khoan nhân như Chúa. Không còn e sợ nỗi gì.
Ngài cho tôi nghỉ ngơi trong đồng cỏ xanh tươi, Ngài đưa tôi đến mé nước thành thơi, Ngài bổ dưỡng linh hồn tôi, Ngài dẫn dắt tôi qua đường chính nẻo ngay vì danh Ngài. Chúa khoan nhân lạ mừng từ tôi không còn thiếu gì, tôi không còn e sợ nỗi gì. Dù tôi đi qua trong thung lũng tối đen nghìn núi, lòng tôi không lo ngại tai họa gì, vì Chúa ở cùng tôi, cây trường và cây gậy Chúa khiến tôi an lòng. Chúa khoan nhân làm từ tôi không còn thiếu gì, tôi không còn e sợ nỗi gì. Ngài cho tôi nghỉ ngơi trong đồng cỏ xanh tươi, Ngài đưa tôi đến bé nước thành thơi, Ngài bổ dưỡng linh hồn tôi, Ngài dẫn dắt tôi qua đường chính nẻo ngay vì danh Ngài. Chúa khoan nhân là mục từ tôi không còn thiếu gì, tôi không còn e sợ nỗi gì. Chúa dọn bàn cho tôi ăn uống trước mặt kẻ thù hại tôi, Chúa xưng dầu trên đầu tôi, chén tôi tràn đầy, ân phúc sẽ theo tôi trong cả đời tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Thiên Chúa mãi mãi. Chúa khoan nhân là một từ tôi không còn thiếu gì, tôi không còn e sợ nỗi gì. Ngài cho tôi nghỉ ngơi trong đồng cỏ xanh tươi, Ngài đưa tôi đến mé nước thành thơi, Ngài bổ dưỡng linh hồn tôi, Ngài dẫn dắt tôi qua đường chính nẻo ngay vì danh Ngài. Chúa khoan nhân là mục từ tôi không còn thiếu gì, tôi không còn e sợ. Và ngày hằng trông đợi đã đến, con là linh mục đến muôn đời. Bên trong tâm tình tạ ơn pha lẫn lòng hãnh diện, bên cạnh niềm vui đạt tới đích phảng phất một chút âu lo, nhưng lời Chúa cũng trấn an người con vừa được tiến chức của Ngài: đừng sợ, ta sẽ ở với con hằng ngày. Trong cảnh tưng bừng của ngày thụ phong linh mục, cha mẹ, họ hàng, bạn hữu và ân nhân đều vui mừng và cùng với tân linh mục dâng lên Thiên Chúa bài thánh ca tán tụng hồng ân. Xin dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa. Ơn Chúa đưa con về.
Thánh lễ mở tay được cử hành trong niềm hân hoan và xúc động. Chúa gọi con lên bàn thánh dù con bất xứng. Chúa đã đặt thân mình Chúa trong tay con dù con tội lỗi. Chúa đã trao lời Chúa cho con công bố dù con vấp váp bất tài. Tất cả chỉ vì Chúa đã yêu con từ ngàn xưa. Cha gọi con giữa muôn người.
Giờ đây con hân hoan bước lên bàn thánh, dâng tiến cha xác hồn trắng tinh như ánh quang sáng ngời, đưa bước tung gieo lời chân lý hầu cứu thoát muôn dân muôn đời. Trọn đời con nhất tâm luôn trung thành yêu Chúa, một mình Chúa là vinh phúc trên đời, cho bao nhiêu năm tháng vui vẻ, cho bao nhiêu ưu sầu vương lối, nguyện đời con hằng vui sống bên Chúa Trời. Từ ngàn xưa cha đã yêu con, cha gọi con giữa muôn người. Giờ đây con hân hoan bước lên bàn thánh, dâng tiến cha sát hồn trắng tinh như ánh quang sáng ngời, đưa bước tung gieo lời chân lý hầu cứu thoát muôn dân muôn đời. Và con đã căng buồm ra khơi, có Chúa cùng đi con đâu có ngại ngùng. Con đến với giới trẻ, với người cô đơn, với người nghèo, người đau yếu. Con luôn sẵn sàng để cho mọi người nghiến ngấu thì giờ và sức lực của con. Con vui sướng kéo lên những mẻ cá kỳ diệu, đón nhận nhiều thành công, có những nụ cười ái mộ, những lời chào hỏi ân cần, những lời khen chúc, những món quà. Phải chăng đó là những phần thưởng Chúa dành cho đời linh mục xả thân của con vì đoàn chiên? Lạy Chúa, con biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi báo đền. Này đây tâm tình hiến dâng của con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chiều nay, chiều Chủ nhật, khi đoàn chiên đã ra về, khi cánh cửa cuối cùng của nhà thờ đã đóng lại, và khi các mái ấm gia đình xung quanh đã lên đèn, con như mòn mỏi trong cô đơn. Một mảng đời quá khứ hồi còn là sinh viên bỗng thoáng hiện lại trong ký ức con. Con nghe như dội lại bên tai lời trách móc của người bạn gái cùng lớp xa xưa hồi ấy đang trong hờn dỗi. Anh hãy suy nghĩ lại cho kỹ đi, hoặc chọn đi tu, hoặc chọn người con gái là em. Nếu chọn đi tu là anh sẽ đánh mất mình anh và mất luôn cả em để được Chúa. Mà Chúa thì anh mới tin chứ đâu đã thấy. Vả lại Chúa thì đâu là của riêng ai, đâu có chỉ dành cho người đi tu. Chứ đâu có khó như anh tưởng. Người ngoài đời cũng tìm được Chúa dễ dàng cơ mà. Ôi lạy Chúa, xin cho con được ở lại với Ngài, được ngồi dưới chân Ngài, được nhìn ngắm thánh giá Ngài. Lúc này hơn bao giờ, con nghe tiếng Chúa tha thiết kêu mời. Ta muốn con yêu ta hơn nữa. Và con sực nhớ lại, chính Chúa đã cất tiếng gọi con bước lên cho dù đời con mọn hèn. Trời phút thanh huyền từ đây suốt đời không bao giờ đổi thay. Tình yêu Chúa ban sao quá nhiệm màu, đời con có gì dâng Chúa đâu.
dạt dào, niềm tin như con suối ngọt ngào. Đầy bao tâm tình yêu dấu, nguyện dâng hiến mãi như lần đầu. Chúa cất tiếng gọi con đi làm chứng nhân nước trời. Phút thanh hiến từ đây, suốt đời không bao giờ đổi thay. Hôm nay kỷ niệm ngân khánh linh mục của con, các linh mục đàn anh thân quen, anh em linh mục đồng lớp, thân nhân và ân nhân của con được mời tới tham dự thánh lễ đồng tế tạ ơn với con và cho con. Đây là dịp rất thích hợp để con nhìn lại quãng đời linh mục vừa qua của con. Con suy gẫm các hồng ân Chúa âm thầm đổ xuống trong nhiều biến cố đời con, và con càng thêm ngỡ ngàng trước tình yêu không thay đổi của Chúa dành cho con. Con ngồi đếm lại những lỗi lầm, những bất trung nhiều hơn là những đức tính con có và những việc tốt lành con làm. Càng có tuổi, những nếp nhăn trên khuôn mặt càng xuất hiện nhiều, khiến người ta trông già nua và xấu đi. Nhưng các nếp nhăn của tâm hồn mới quan trọng. Chúng trở nên chai cứng và làm cho việc tái sinh thiêng liêng càng vất vả và khó khăn hơn. Con cần phải thực tập công việc tái sinh này cùng với ông Nicodemo. Xin Chúa nhớ lại lời giao ước xưa của Chúa và tha thứ để con được đổi mới tâm hồn. Xa xăm mùa ấy, hơn ta thanh niên
đường đời trăm phương ngàn lối, lòng người ai đâu dò tới bờ vơ quan băng cuộc đời, thân còn lư cách đường dài, vì lời giao ước mà thôi. Một ngày nào đó sẽ đến, ngày ấy Chúa sẽ gọi con về, ngày con ra trình diện với Chúa. Xin đừng để ngày ấy thành ảm đạm, u ám và tuyệt vọng cho con. Xin cho ngày ấy là vòng triều thiên hoàn tất cuộc đời linh mục của con. Ngày con được muôn đời kết hiệp, yêu mến và chiêm ngưỡng đấng mà suốt đời con trông mong, tìm kiếm và phục vụ. Ngày ấy, xin đừng để con ra đi mà lòng còn vướng bận vật chất hay tình cảm. Ngày ấy, xin cho con ra đi trong bình an với chính con và bình an với đoàn chiên mà con đã làm mục tử chăm sóc, bình an với mọi người. Xin cho con luôn luôn là khí cụ bình an của Chúa.